Bé Bảo Ngọc, tiểu mỹ nhân được dự đoán là hoa hậu tương lai. Trong số những tiểu mỹ nhân của Việt Nam thì Lê Huỳnh Bảo Ngọc là cái tên khá đặc biệt. Năm nay vừa tròn 11 tuổi nhưng cô nhóc đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp vượt trội và đặc biệt Bảo Ngọc còn thường xuyên đỏ sắc cùng các hoa hậu như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân mà chẳng hề lép vế. Nổi tiếng từ khi mới 6 tuổi, được rất nhiều hoa hậu Việt Nam yêu quý. Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008 tại Cần Thơ. Ngay từ khi rất nhỏ, ngoại hình nổi bật của Bảo Ngọc đã đốn tim người đối diện và được yêu mến gọi với biệt danh Hoa Khôi Nhí Tây Đô. Cô bé sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt to tròn biết cười và miệng chúm chím dễ thương. Năm 2014, Bảo Ngọc tham gia Đồ Rê Mí và trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất mùa giải đó. Năm 2015, Bảo Ngọc tiếp tục chinh phục được khán giả truyền hình khi xuất hiện tại game show Gương Mặt Thân Quen Nhí. Không chỉ có ngoại hình xinh xắn, Bảo Ngọc còn sở hữu giọng hát mượt mà, phong cách trình diễn đáng yêu và khả năng đối đáp thông minh. Tại cuộc thi Gương Mặt Thân Quen Nhí 2015, Bảo Ngọc xuất sắc giành giải Á Quân. Hiện tại, Bảo Ngọc đang sở hữu một trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi. Nhất cử nhất động của cô bé đều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Bảo Ngọc cũng là một trong những tài năng nhí đắt show. Cô bé được mời tham gia đóng quảng cáo, chụp và trình diễn thời trang, biểu diễn trong các chương trình ca nhạc. Trong lĩnh vực phim ảnh, Bảo Ngọc từng được đạo diễn Victor Vũ mời tham gia diễn xuất trong bộ phim đình đám Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ngoài đời, Bảo Ngọc tham gia hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ, trong số đó có cả Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân và được những người đẹp này vô cùng quý mến. Được biết, Bảo Ngọc đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ học phí được đài thọ lên đến lớp 12 qua một chương trình học bổng toàn phần. Sớm hoạt động nghệ thuật nên Bảo Ngọc rất ý thức việc xây dựng phong cách chỉnh chu, ấn tượng trong mắt người đối diện. Thời trang của Bảo Ngọc khá đa dạng, lúc thì đáng yêu hồn nhiên, khi thì cá tính độc đáo. Tuy nhiên, mọi thứ luôn được kiểm soát để phù hợp với độ tuổi của mình. Cuộc sống riêng của Bảo Ngọc cũng tương đối sang chảnh. Dù mới 10 tuổi, nhưng cô bé Cần Thơ đã được đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới và trải nghiệm những tiện nghi sang trọng trong sinh hoạt đời thường. Mưa rơi nhà rơi thì ta thì tay, ta thì tay. Khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng. Và em sao hồn nhiên, xinh như nàng tiên. Cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thờ xin làm quen. Sáng như sớm thế sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang. Phun môi rồi cứ phải rằng em đang yêu. Bỗng dưng thẹn thùng cười một mình vu vơ. Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan. Hát câu yêu đời nụ cười em nét son hồng yêu dân yêu. Biết đâu chàng đang mê say sắc môi em hồng hằng phố ly nghiêng lơ. Mưa rơi nhà rơi thì ta thì tay, ta thì tay. Khẽ hạ thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng. Và em sao hồn nhiên trai ngẩn ngơ thân thờ xin làm quen. Sáng như sớm thế sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang. Phun môi rồi cứ phải rằng em đang yêu. Bỗng dưng thẹn thùng cười một mình vu vơ. Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan. Hát câu yêu đời dù khi em nơi sàn hồng yêu dân yêu. Em thơ ngây biết đâu chàng đang mê say sắc môi em hồng. Hoa hậu Phương Khánh khóc nức thanh minh, bầu cử tiếp tục tố vô ơn. Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh khẳng định bản thân đi thi bằng thực lực. Bác sĩ Chim Quốc Thái cũng lên tiếng việc Phương Khánh bị ông bầu đòi trả hơn 1 tỷ đồng. Những ngày qua, hàng loạt thông tin về Hoa hậu Phương Khánh xuất hiện trên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi. Đầu tiên,
Tân Hoa hậu Trái Đất bị tố vô ơn với người từng dìu dắt, nâng đỡ và giới thiệu cô cho chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn. Tiếp theo đó, hàng loạt hình ảnh tin nhắn được cho là của anh trai Phương gánh với người này, với Phúc Nguyễn được tung lên mạng xã hội để làm bằng chứng cho việc Phương Khánh được lót đường để đăng quang Hoa hậu Trái Đất. Tối ngày 11 tháng 12, Phương Khánh tổ chức tiệc cảm ơn thân mật tại thành phố Hồ Chí Minh có sự xuất hiện của bác sĩ Chim Quốc Thái, nhà thiết kế Linh Sang, một số thành viên trong ban tổ chức Miss Earth cùng Miss Earth 2016. Tuy nhiên, buổi tiệc này lại vắng mặt Phúc Nguyễn và Ngọc Tình, hai người từng sát cánh với Phương Khánh trong quá trình dự thi Miss Earth 2018. Tại sự kiện, Phương Khánh bất ngờ lên tiếng xin phép chia sẻ về những thông tin ồn ào xoay quanh mình những ngày qua. Phương Khánh khẳng định không hề mua giải. Theo thông tin trên mạng xã hội, anh trai Phương Khánh có quen ông Bầu Trần Kiệt, người khá có tiếng trong giới đào tạo Hoa hậu. Bầu Kiệt được anh trai Phương Khánh nhờ cậy giúp đỡ ở thời điểm em gái vừa đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu. Sau đó, Bầu Kiệt đã đưa Phương Khánh đến gặp Phúc Nguyễn để casting vị trí đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2018. Giải thích về việc này, Phương Khánh thừa nhận bản thân có quen biết Bầu Kiệt và được giúp đỡ giới thiệu đến buổi casting. Tôi không hề mua giải, tất cả những gì hôm nay tôi có được là sự cố gắng của bản thân, là sự ủng hộ của gia đình và của tất cả những người yêu thương và theo dõi tôi. Anh Kiệt là người đã giúp tôi biết được buổi casting Miss Earth. Sau buổi casting, tôi đã gửi lời cảm ơn anh Kiệt, cô khẳng định. Tôi không có kinh nghiệm, vậy nên khi gặp người có kinh nghiệm, chắc chắn tôi sẽ đi theo để học hỏi. Anh Kiệt là người tôi trân trọng vì đã cho tôi những lời khuyên. Sau đêm chung kết, tôi đã có dự định gặp anh Kiệt để cảm ơn, nhưng sau đó lại có những thông tin này. Thật sự tôi không thể nào gửi lời cảm ơn đến những người có những lời nói không phải là sự thật, bởi vì đó chẳng khác nào chối bỏ tất cả những sự cố gắng của bản thân tôi, của gia đình tôi và những người đã giúp đỡ tôi. Phương Khánh thẳng thắn chia sẻ. Trong lúc chia sẻ, Phương Khánh nhiều lần rơi nước mắt khiến khán giả bị ngắt quãng. Cô bị khiến bản thân cảm thấy phải có trách nhiệm lên tiếng với dư luận. Khi bước chân đến Philippines, tôi mang trên mình hai chữ Việt Nam chứ không phải tên của riêng mình. Và khi cô đăng quang, cái tên được sướng tên là tên Việt Nam, chứ không phải là tên riêng của ai cả. Tôi thật sự mong mọi người có thể ủng hộ tôi vì bản thân tôi vẫn là một cô gái trẻ. Tôi không thể giúp đỡ cho ai khác chỉ bằng sức lực cá nhân tôi mà cần sự chung tay của tất cả mọi người, Tân Hoa hậu tâm sự. Bác sĩ Chim Quốc Thái tố Bầu Kiệt đòi trả ơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh tin đồn vô ơn với người từng giúp đỡ mình, Phương Khánh còn vướng vào tin đồn mua giải Miss Earth. Theo đó, việc mời chủ tịch Miss Earth và Miss Earth 2015 về Việt Nam để lựa chọn đại diện Việt Nam cũng là các bước để chuẩn bị cho chuyện Phương Khánh trở thành Hoa hậu Trái Đất sau này. Theo tin đồn, nhà thiết kế Linh Sang chi 20.000 USD để ngồi vào ghế giám khảo Miss Earth. Kèm theo những lời tố này là hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của nhà thiết kế Linh Sang trao đổi về chi phí ngồi ghế giám khảo. Theo các nguồn tin, việc cài cắm giám khảo này cũng để dọn sẵn đường cho Phương Khánh. Ngay sau khi Phương Khánh chia sẻ, bác sĩ Chim Quốc Thái, người tình tin đồn của Tân Hoa hậu cũng lên tiếng. Anh cho biết, trong thời gian Phương Khánh hoạt động tại Philippines, sau khi đăng quang, ông Bầu Trần Kiệt nhắc nhở anh trai cô phải cảm ơn 1 tỷ đồng vì đã mua giải cho Phương Khánh. Phương Khánh không hề biết trong một tuần đó thì anh trai ở đây rất buồn. Anh Kiệt có nói với Phương Khánh, anh trai Phương Khánh, nói với Khánh phải về cảm ơn 1 tỷ đồng vì đã mua giải cho Khánh. Điều đó khiến tất cả mọi người đều bức xúc. Nếu cảm ơn vì sự giúp đỡ thì được, còn nếu nói một giải lớn như vậy mà nói Khánh mua giải 1 tỷ đồng thì Khánh không cảm ơn. Khánh bị nói vô ơn là vì vậy. Khánh rất sốc và nói rằng như vậy giống như sỉ nhục chính mình và công sức đã bỏ ra. Bởi vậy Khánh quyết định không cảm ơn. Bác sĩ Chim Quốc Thái bức xúc chia sẻ. Trước đó, việc bác sĩ Chim Quốc Thái đích thân xuất hiện tại Philippines để cổ vũ Phương Khánh khiến không ít người đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Trước luồng dư luận này, anh trai Phương Khánh tiết lộ bản thân anh và bác sĩ Thái có mối quan hệ thân thiết trong công việc. Tuy nhiên, gia đình Tân Hoa hậu khẳng định cả hai không có quan hệ yêu đương. Ngay sau khi vừa đăng quang, Phương Khánh cũng vướng tin đồn từng đầu quân cho Khắc Tiệp và xuất hiện trên truyền thông với danh xưng em gái Ngọc Trinh. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, gia đình Phương Khánh cũng phản bác thông tin này. Anh trai cô cho biết em gái từng đến chỗ Ngọc Trinh chị mụn và được mọi người gọi đùa là Ngọc My, lấy theo tên đệm của Ngọc Trinh. Ông Bầu Trần Kiệt phủ nhận đòi trả ơn, tiết lộ bác sĩ Chim Quốc Thái yêu Phương Khánh. Trước những chia sẻ của Phương Khánh và bác sĩ Chim Quốc Thái, Bầu Kiệt, người từng dìu dắt Phương Khánh, khẳng định với phóng viên những lời trên là sai sự thật. Bầu Kiệt nói,
Tôi từng phải năn nỉ Phúc Nguyễn nhận giúp đỡ Phương Khánh và trực tiếp hỗ trợ Phương Khánh khi đi thi Miss Earth 2018. Ai là người mời nghệ sĩ dạy cho Khánh hát cải lương? Ai là người tạo mối quan hệ cho Khánh? Ai là người tìm hội hoa chân ái để Khánh làm từ thiện để quay hình ảnh? Vậy mà Khánh nói tôi chỉ là người gieo duyên cho Khánh gặp Phúc Nguyễn để đến Miss Earth 2018. Đó là sự vô ơn, Bầu Kiệt cho biết. Về chuyện bác sĩ Chiêm Quốc Thái đòi tố Phương Khánh trả ơn 1 tỷ đồng, Bầu Kiệt phủ nhận. Từ khi Phương Khánh đăng quang, tôi gọi điện nhưng anh trai Phương Khánh chưa bao giờ nghe điện thoại hay qua gặp tôi. Trước kia anh Thái thường nói với tôi, anh em Khánh nói tôi bắt Khánh đi làm để nuôi tôi. Sau đó anh Thái xin lỗi tôi ra sao, tôi đều ghi âm lại. Tôi đã tha thứ cho anh Thái lần đó. Anh Chiêm Quốc Thái nói vì quá yêu Phương Khánh nên mới ghen và nói như thế, Bầu Kiệt tiết lộ. Bỏ ra 1 tỷ đồng để mua danh xưng hoa hậu, vậy khác nào nói danh xưng hoa hậu rẻ lắm. Vậy thì ai có tiền cũng mua hết rồi. Anh em Khánh nói như vậy làm tổn thương cho những người từng giúp đỡ Khánh rất nhiều. Nếu tôi bắt Phương Khánh ký hợp đồng làm việc cho tôi trong thời gian 1 năm, 2 năm, thì thu về còn nhiều hơn cả 1 tỷ đồng, Bầu Kiệt nói thêm.